đang bị nghiêng. Đang bị nghiêng. Mà cái dây này nó có sắt ở trong không? Không. Đấy, đốt cháy cái dây đấy cái là để biết nó có cháy được hết không. Phương án này an toàn hơn là phương án lên chặt dây. Kiểu cẩu nó bị nghiêng. Thử nhìn cái dây kia xem nó có cái đít cột chắc là nó rơi không rơi xuống ấy đâu nhỉ? Chú ơi đừng đi ra nó rơi cái chú kẹt người bây giờ. Ngon lành luôn. Đã xong. Đấy, ngon lành đúng không? Gì mà Nước. Cháy mẹ mất cái cột của tôi bây giờ đấy. Dậm chân vào. Ok, đấy đúng không? Phương án an toàn đúng không? Đốt an toàn hơn là chặt đúng không? Thấy chưa? Mẹ lên chặt còn nguy hiểm nữa. Không, cái đầu chặt nguy hiểm chứ. Đây, giờ lại ngon đây. Cái vé này nó